Rồi, hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với cái clip tiếp theo của Thái cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay thì Thái đang có mặt tại Ăn Giặt Bảy Bóng ở cả nhà. Thì trong thời gian vừa qua thì mọi người rầm rộ về cái vụ bảy lẩu một người ăn 48.000 đó cả nhà. Thì hôm nay thì Thái lại quay trở lại để tiếp tục cập nhật tình hình của bảy để gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Đó, rất là đông rồi cả nhà ơi. Mới có đầu giờ thôi mà khách đông rõ trời luôn. Bây giờ thì Thái sẽ qua bên đó cùng tương tác với bảy nha cả nhà. Hello, Bảy Bóng xin chào nha. Trong nước và ngoài nước nha. Bảy Bóng đang ở 179 đường phố Cơ Đều, phường 6, quận 11. Có ai thuận tiện ghé đây ăn lẩu một người lại đây ủng hộ Bảy Bóng nha, rất là ngon. Hôm nay thì Thái đến cập nhật tình hình của quán ăn của bảy nha cả nhà. Hôm nay nhà Bảy Bóng đây nha, có nấu bánh nè, gói bánh nè, rất là ngon, 60.000 thôi. Bánh lá dừa nha, rất là ngon. Nhân đậu, nhân chuối, nhân dừa, 60.000. Rồi này, vô đây, quay lưng YouTube nè. Hai gái ơi, hai gái ăn lẩu của bảy, hai gái như ngon hay không, hai gái ý kiến nha. Hai gái ở đâu vậy, nói đi. Rồi rồi. Ở đâu kìa, thấy không cả nhà? Khách rất là thương Bảy Bóng, rất là nhiệt tình với Bảy Bóng, từ ở Bình Chánh mà lên đi ăn hai cái lẩu đó cả nhà. Ngon lắm mọi người ơi. Bảy Bóng cảm ơn hai người đẹp rất là nhiều. Rất là đông rồi cả nhà. Dì ơi, dạng lẩu con thấy ngon. Dì cho con ý kiến đi. Không nói, nói tiếng Việt hả? Thôi giờ chị nói đi. Người Tàu rồi ra, không biết tiếng tiếng gì, tiếng Tàu được không? Tiếng Tàu không biết. Chị ăn lẩu ngon không chị? Không nhớ hai chị đi. Chị hai chị ở đâu lại đi ăn lẩu của em vậy? Quận 7 nha cả nhà, khách ở quận 7 nha. Chị ăn chị nói với mẹ mấy câu đi. Nói sao? Chị nói ăn ngon hay là sao, hay là khách cô em tiếp đãi chị nồng hậu không? Dạ, nhanh lẹ luôn á. Dạ, thật mắt là biết rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Gia đình bên em hậu tạ chị. Hai lập cảm. Cái đây nè, khách quá trời luôn. Hôm nay rất là đông rồi cả nhà ơi. Mọi người hả? Trời ơi, chán quá. Mọi người hả chị? Để em đổi cái bàn mình đi em tối luôn. Dạ. Ê, đậu cái đường được rồi. Mọi người lá, mọi người có không? Vô trong giùm em được không chị? Mọi người có một cái bàn. Có chụp hình không? Ra đây. Ra đây chụp đi. Đẹp quá. Anh chị ăn lẩu của em ngon không vậy? Cho em mấy tiếng nói chuyện trên đây đi. Nói khen giùm em đi, nức nở lên. Chị nói giùm em hả chị? Thì quảng cáo là không? Cá hú là rất là tươi. Rau cải cũng tươi. Còn cái lẩu thập cẩm thì rất là tuyệt vời. Có đầy đủ thập cẩm nè. Có cá ngang nè. Thôi nói giùm đi, nói đưa lên. Cái nước lèo rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, rất là... Nói chung là giá bình dân lắm. Cảm ơn mấy chị. Ngon. Dạ, mới bán bữa mùng 9 tới giờ chị. Mới bán. Thôi tuần trước tới, có bữa hôm nay em cho xe đi Vinh Cô. Ta đi 30 chỗ đi Vinh Cô nghỉ ngày. Rồi vậy em cảm ơn tụi chị nhiều nha. Gia đình bên đêm hậu tạ tụi chị. Khách này mới vô nè, khách mới vô nữa nè cả nhà. Quá trời khách luôn.
Bây giờ bảy dẫn là cả nhà đi lại đây là gặp lại hai vợ chồng người này. Chào chị Năm Thư Nguyễn. Chị chào em. Chị chào em đây, em bảy bóng. Chị Năm Thư này nha, cả nhà rất là dễ thương. Từ ở từng vuột xuống đây ăn mà bảy bóng ủng hộ bóng hoài luôn á cả nhà. Ngày mai em chú Đồng Đất em cưới vợ cho anh nha, anh chịu không? Nha. Thấy Đồng Đất anh ủng hộ anh cho anh này bán dưới. Cảm ơn anh chị nha. Hello tất cả mọi người nha, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, một đêm trăng thanh gió mát nha. Năm Thư cùng ông xã đi đến đây hả để ủng hộ bảy bóng ha. Em bảy bóng rất là dễ thương nha mọi người, ngày nào cũng rất có nhiều số lượng khách rất là đông tới ủng hộ em nha. Quán em là một cái lẩu chỉ có 48k mà ăn rất là ngon nha mọi người, rất ngon luôn. Nói chung là chân gà cũng ngon nè, bánh cũng ngon, lẩu tai heo, tất cả cái gì cũng ngon. Nói chung là mọi người đã ai đến ăn một lần sẽ về cổ vũ người thân người thương đến đây động viên ăn lần nữa để ủng hộ. Rất là đông, ngày nào cũng rất là đông khách nha mọi người, không đủ ghế ngồi luôn nha. Đó nè, nè em này nè, nè nè em nói đi, em không thuận ơi, em nói đi. Bên bảy bữa nay có bán là bánh Thu ơi, lấy em chục bánh Thu. Bánh lá dừa nha, rất là ngon ở Bến Tre nhà bảy làm nha, ngon lắm. Một chục mới bán có 60.000 thôi. Cả nhà nào có thuận tiện ghé ngang đây đây lại mua ủng hộ bê bóng nha, nhân chuối, nhân đậu, nhân dừa. Có nè, một chục gì 60.000. Chị lại tiền ở từ xa lên đây là ăn cái này không bằng cả nhà. Lấy kéo chứ bà. Các cái bạn ngon nha bây giờ. Các cái bánh nghe cho anh ta coi. Nè bây giờ. Rồi nè bây giờ nè Năm Thư sang thử cho mọi người coi nha, bánh lá dừa rất là ngon. Ủa xéo đường cho mũi đi. Rất là ngon nha mọi người. Đây chỉ có 60.000 à. 60.000 một chục, một cái chỉ có 6.000 đồng thôi nha. Mà ăn rất là ngon nha. À, Hương ăn thì con thử cho mọi người coi nha. Rất là ngon nha. Chuối tươm ngọt rất là ngon nha mọi người. Ở trong đây là gói bằng nước cốt dừa rất là béo. Cái bánh rất là dẻo dai, rất là ngon nè. Cái hương vị rất là đậm đà, cái nếp rất là dẻo ngon nha mọi người. Đó, nhưng chuối ăn rất là ngọt, rất là ngọt rồi. Cơm mặt ngon ghê á. Rất là ngon. Một ngày em ăn 5 tấm cái cái nhà. Ngon quá. Con lẩu ăn ngươi em nè. Vô vào đi em ơi, hai em vô vào trong ngồi đi em. Rất là ngon, ngon quá, 6.000 rất là rẻ đó, ok nha. Hello em. Ngon quá. Rất là ngon. Ông xã cũng rất là thích ăn bánh này, nhưng mà vì hôm nay ông xã đi xăm lên một cánh tay nha, nên không ăn nếp được nha mọi người. Chứ ông xã sở thích của ông xã Thư cũng rất là thích ăn nè. Một cái cánh tay của ông xã nè, quay ra cho mọi người coi anh. Mới xong mà chiều lên nè, mới lên nè, thấy không? Rất là đẹp không? Đường nét rất là xuất sắc nha mọi người, sắc sảo nha, đó. À đẹp cho mọi người, ok không? Đó. Ông xã của Thư Nguyễn là bên Sâm Tato nha. Ai có yêu thích Năm Thư thì hay là thích xăm hình. Đó, thì hãy liên hệ với của Nguyễn Năm Thư hoặc là Thư Nguyễn hoặc là Phong Tây Lạc nha. Đó, xăm mình rất là đẹp nha, ok. Đường nét rất là sắc sảo nha mọi người. Gió mát quá ha. Hôm nay quăng lẩu mà đeo vàng quá trời, đập chém chế gì chế. Ờ à, em không biết có lại đi đập chém em không, mà đeo vàng cần với em á cả nhà ơi, em buồn ghê nè. Bảy đỡ giỡn á nha. Chị em là nó có đeo là bảy vui rồi. Thế là chị em tình nghĩa hồi xưa tới giờ nha mọi người, nghe không? Cho nên là ủng hộ em Út bán này ủng hộ thôi. Đó, nói chung là bán rất đồ ăn rất là ngon. Chị Tàu nấu món gì cũng ngon chứ không phải là riêng một cái món lẩu này. Làm món gì cũng ngon á. Tại chị Mén Tàu là người Tàu, người Hoa nên nấu theo cái phong cách của người Hoa chứ không phải là nấu theo cái kiểu của người Việt mình, nên là rất là ngon. Cái khẩu vị nó khác với cái người Việt mình nấu. Ăn rất là ngon, nói chung món gì cũng ngon á, làm là sạch sẽ ok, thực phẩm an toàn. Mà giá thì rất là bình dân, một cái lẩu là 48k. Đó, rất là ngon, một người ăn một lẩu một người đó, mọi người ăn rất là ngon nha. Rất là ngon nha. Lẩu rau câu dừa rất là khéo nha, ăn nó không có ngọt, nó không có gắt cổ nha mọi người. Cái gì ngọt nó rất là làm đà dừa miệng mình.
mà cái độ béo rất là ngon nè. Nó có dừa nhà thơm, nó dai ngon ghê thơm. Xuất sắc luôn. Đây là mà mọi người tới đây ha, ăn một cái lẩu 48k, một hũ rau câu 7k nữa, là tổng cộng 55k, là sẽ nhớ đời, thấy không? Ăn nè, lai xét tráng miệng một cái lẩu 48k. Vừa túi tiền của anh chị luôn nha mọi người, đồ ăn rất là ngon nha, hũ rau câu dừa thật sự là ngon. Đó, mọi người có thể ủng hộ đi, đồ ăn rất là ngon. Ăn vừa miệng mà vừa túi tiền luôn, chỉ 55k thôi. Đó, vừa ăn lẩu vừa ăn lai xét luôn. Ngon quá. Bây giờ Bẻ Bóng xin kết thúc clip nha. Bẻ Bóng cảm ơn và trong nước và ngoài nước đã ủng hộ coi kênh Bẻ Bóng rất là nhiều. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh giùm cho Bẻ Bóng nha. Bẻ Bóng với Nam Thư Nguyễn tạm biệt. Bye bye mọi người. Xin chào cả nhà. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe, làm ăn tấn tài tấn lộc nha. Bye bye.